Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình sẽ làm video này hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Corel X6 để thiết kế đồ họa cũng như là in ấng. Thì bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng là Rectangle Tool. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng là Ellipse Tool. Thì bây giờ để sử dụng được công cụ là Ellipse Tool thì các bạn click vào chọn biểu tượng là cái hình tròn ở đây, hoặc các bạn chọn phím F7 ở trên bàn phím và các bạn sẽ kéo từ ở trên và kéo xuống thì các bạn sẽ thấy các bạn kéo tự do như thế này và nó không theo cái khuôn khổ nào cả. Và nếu như các bạn không muốn kéo tự do như thế này thì các bạn sử dụng là Ctrl thì lập tức nó sẽ biến lại thành cái hình tròn. Và cái bán kính của hình tròn thì nó sẽ đều nhau như thế này đây. Thì các bạn để ý ở trên cái phần này nó đều nhau là nó sẽ tạo thành một cái hình tròn. Để hiểu được cái vấn đề này thì mời các bạn theo dõi tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái outline này tăng lên cái kích thước tùy theo các bạn sử dụng ở mục đích nào. Ví dụ như đây tôi cho là 2.0. Thì đây tôi cho là 2.0. Và ở đây là tôi chọn vào cái màu, bây giờ tôi cho là màu đỏ. Và cái viền là màu vàng thì tôi click chuột phải vào đây thì lập tức nó sẽ cho tôi được cái màu vàng ở đây. Thì cũng tương tự giống như cái bài trước mà tôi đã làm, nhưng cái phần này sẽ khác hơn bài trước một chút. Và tôi sẽ cho cái outline lên là 10 thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế này đây. Thì bây giờ hãy lưu ý một điều, đó là khi mà các bạn làm thì các bạn hãy lock lại. Vì nếu như các bạn để cái biểu tượng này như thế này đây thì các bạn đôi khi các bạn sẽ nhập vào những cái thông số ở trên đây nó sai lệch, nó không đúng theo cái kích thước của nó. Vì vậy các bạn hãy khóa lại và các bạn sử dụng nó. Thì cũng như cái phần trước thì hình tròn này thì nó sẽ là có một cái bán kính như thế này. Và ở đây là 3 công cụ chúng ta có thể chọn vào đây để biết được. Thì tôi sẽ chọn vào công cụ ở đây thì các bạn nhìn thấy nó đã ăn vào đây, và đây nó sẽ ăn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy và hình dung được là như vậy. Thì bài này cũng đơn giản thôi và các bạn chọn lại. Thì đây là phần test, thì bài sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái phần cơ bản sau. Thì đây các bạn có thể tùy chỉnh được và các bạn chọn vào một shaper này. Và các bạn có thể tùy chỉnh được kéo bất cứ ở đâu mà các bạn muốn như thế này. Tùy theo các bạn chọn vào đây, chọn shaper và tôi undo nó lại như thế này. Và cũng như bài trước, đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái hình gọi là cái tâm của nó. Bây giờ tôi sẽ vào trong edit, chọn copy và tôi sẽ vào edit và tôi chọn bát ngay vị trí đó. Và đồng thời tôi sẽ giữ shift và tôi sẽ thu nó vào bên trong đây thì ta được hình như thế này. Và tôi sẽ tô màu nó, ví dụ như ở đây tôi sẽ tô một cái màu trắng và ở đây tôi sẽ tô cái màu xanh, ở ngoài tôi sẽ cho màu trắng trong xanh, ví dụ như vậy. Thì bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn là cách cơ bản để chúng ta vẽ được cái hình tròn như thế này và hiểu được những cái phần mà chúng ta cần phải nắm, đó là chiều ngang và chiều cao. Và chúng ta phải khóa nó lại ở đây và chọn vào những cái hình ellipse như thế này đây và chúng ta thực hiện những cái mục đích khác nhau như vậy. Đây chúng ta sẽ chọn vào những cái mục đích mà chúng ta cần xử lý. Thì cũng như những cái phần khác chúng ta nhập thông số ở đây, nhưng ở đây tôi không nhập và tôi sẽ giữ ở đây để làm cho các bạn thấy được ứng dụng này như thế nào. Thì bài hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo của chương trình. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và cùng học hỏi. Thân ái chào các bạn.